thầy tiên tri chỉ mặt năm con giáp cực đỏ may mắn nhất 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch tiền rơi trúng đầu giàu nhanh chóng mặt nợ nần trở sạch sống phú quý giàu sang chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến tôi không hiểu vì sao các bạn đến được đây nhưng nếu đã gặp thì thật sự là hữu duyên hữu ý tiên tri biết trước được tương lai không phải là cái mong muốn lớn nhất nhưng lại là cái bản lề song hành cùng với cái cánh cửa vận mệnh của con người hưng thịnh hay là suy tàn từ đông sang tây từ cổ chí kim từ xa xưa đến hiện đại thì các nhà tử vi các nhà phong thủy và các nhà chiêm tinh cũng đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết cái số mệnh của con người à, và mới đây nhất giới tử vi học cũng đã đưa ra hàng loạt các dự báo về số mệnh của 12 con giáp trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch đặc biệt sẽ nổi bật là về số mệnh của năm con giáp có số mệnh hơn người gồng gánh cả thiên hạ đi qua cơn hoạn nạn khó khăn nếu tiên chủ may mắn là một trong năm con giáp sắp được luận giải ngay sau đây thì quý vị có thể được hưởng cái cuộc đời may mắn trời ban chuyện làm ăn cũng trở nên thuận lợi hơn những việc khó khăn sẽ được để lùi khúc mắc được giải quyết một cách triệt để sự nghiệp thì phát triển tốt đẹp mang lại cho các bạn cuộc sống vui vẻ đủ đầy dễ chịu hơn so với cái giai đoạn trước đó. À nếu như mà những ngày tháng trước là cái giai đoạn vất vả rồi, ấy, thì các bạn hãy đoán xem mình có phải là một trong năm con giáp may mắn đó hay không? Hãy cùng khám phá ngay sau đây trong uh, video ngày hôm nay. À thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi xíu. À quý vị thân mến, nói chung vậy trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch thì các chuyên gia tử vi học cho biết trong thời gian này vừa được may mắn chỉ điểm lại vừa có cắt tinh cao chiếu nên những người tuổi Sửu sẽ đón kha khá cái tin vui về cái vận trình của mình là một trong năm con giáp may mắn trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch những người tuổi xíu sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng gặt hái được không ít cái thành tựu trong công việc chính nhờ những cái nỗ lực trước đó nên các bạn cũng dễ dàng được thăng quan tiến chức cuộc sống sẽ vô cùng là lên hương, phát tài phát lộc. Các bạn hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân và mạnh dạn đưa ra những cái ý tưởng độc đáo sáng tạo của bản thân. Ở à, trong thời gian này, các bạn hãy linh hoạt hơn để không bỏ lỡ bất kỳ cái cơ hội tốt nào đến với mình nhé. Thì ngoài ra, để có thể tiến gần hơn đến cái thành công, thì những người tuổi xíu cũng phải gì đừng có ngần ngại mà đầu tư thêm thời gian để mà tìm tòi, để mà khám phá những cái hướng đi mới cho mình sao cho có thể phát huy hết cái tiềm lực của bản thân trong công việc. Bên cạnh đó, à, trong cái thời gian 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch này, thì những người tuổi xỉu cũng đón cái tài lộc hanh thông, công danh thì phát đạt, công việc thì được dàn xếp một cách ổn thỏa. Con giáp này đang trong giai đoạn là à, chỉ cần là ngồi chờ để cho tiền nó chảy vào túi mà thôi. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ cũng đều được tăng lên. Cái chuyện hợp tác kinh doanh nó cũng diễn ra được xuân sẻ thuận lợi, giúp cho các bạn thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ mặc dù nhận được những khoản tiền nhiều hơn so với cái thu nhập bình thường nhưng mà những con giáp này cũng có ý thức tiết kiệm chứ không tiêu xài hoang phí uh, cho những cái sở thích nhất thời cũng nhờ cái thói quen tốt này mà bản mệnh có thể duy trì được cái khả năng tài chính dư giả ở cái giai đoạn này các bạn có những cái tính toán chi ly của riêng mình biết bản thân nên tập trung vào đâu dễ đưa ra được những cái gặt hái cái thành công lớn nhất và ngay cả những cái thời gian nghỉ ngơi ấy, thì quý vị cũng sẽ uh, dành thời gian cho công việc nhiều hơn bởi vì quý vị không muốn bỏ lỡ bất kỳ cái phút giây nào để có thể là uh, gì hái ra tiền với cái tinh thần hăng hái chiến đấu này chặng đường theo đuổi cái thành công của những người tuổi xíu ngày càng được mở rộng thanh thang. À, có nhiều cái dấu hiệu tích cực cho thấy các bạn đang đi đúng đường đúng hướng và còn nhận được cái sự hậu thuẫn của rất nhiều người có kinh nghiệm à, vậy nên những gia chủ tuổi sửu hãy cứ tự tin vào chính bản thân mình tự tin vào những cái việc mình đang làm tuy nhiên các bạn cũng cần phải bền lòng vững chí bởi nếu mà bản thân không đủ quyết tâm ấy, thì không ai có thể giúp đỡ được các bạn cả như vậy là những người tuổi sửu là một trong những con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay ấy, đó chính là những gia chủ tuổi tuổi Thìn. À thưa quý vị đứng ở vị trí số 2 thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Xin được chúc mừng những người tuổi Thìn. Nhắc đến những con giáp này ấy, thì những người tuổi Thìn sẽ là một trong những con giáp mà được nhắc đi nhắc lại trong chương trình ngày hôm nay với vị trí thứ hai. Nói chung ấy, trong thời gian 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch thì Thần may mắn cũng sẽ che chở cho những người tuổi Thìn con đường công danh, sự nghiệp cũng sẽ vô cùng là hanh thông và xuân sẻ. Con giáp này thể hiện được cái tài năng lãnh đạo và quản lý của mình. Thông qua đó cũng được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, năng lực được đánh giá đúng tầm cũng sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái thăng tiến, những cái mục tiêu xa hơn. Không chỉ vậy, tài lộc cũng rất là vượng. Những người làm công việc cố định thì hoàn toàn có thể yên tâm với cái thu nhập hiện tại. Nhất là khi mà sự nghiệp của các bạn đang tiến đến cái sự ổn định hơn. À, trong khi đó, những người tuổi thìn theo đuổi cái sự nghiệp kinh doanh cũng có thể có cơ hội kiếm tiền về đề túi, nhất là trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch này. Nhưng nếu như mà không quyết đoán ấy, thì cũng sẽ chẳng thu lại được cái gì cả. Có thể nói ở cái thời điểm này, cái vận trình tươi sáng, vạn sự như ý, mọi sự đều diễn ra được thuận lợi, đúng như ý của những người tuổi thìn. Hay nói một cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của các bạn mọi sự đều đang trên cái đà thăng tiến bản mệnh không có cái gì phải lo lắng bởi cát khí nó vẫn đang còn vượng nó sẽ giúp cho quý vị dễ dàng đạt được những cái điều mà mình mong muốn theo đó cái vận trình công việc cũng diễn ra khá là suôn sẻ các bạn luôn cố gắng tập trung và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ của mình nên là cái hiệu suất cũng sẽ khá là ổn định nhân cái đà này các bạn có thể triển khai một vài cái kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu nếu mà có đủ tự tin vào cái năng lực của mình ấy, thì đường tài lộc của các bạn cũng sẽ được thuận lợi vô cùng. À, các bạn có thể là gì? Đẩy mạnh các hạng mục đầu tư, ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn trong thời gian này. Cái cát khí đang vượng nó cũng sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái tín hiệu tích cực hơn. Và đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch này thì chính là cái thời điểm vượng khí của những người tuổi Thìn à, không chỉ công danh tài lộc sự nghiệp mà mọi cái vận trình của các bạn đều được khởi sắc bản mệnh có thể nhận được cái sự trợ giúp nhiệt tình của cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp để giải quyết những cái công việc nhanh hơn những cái dự định ở cái phương diện tài chính thì các bạn có nhiều cái cơ hội làm ăn cái việc kinh doanh diễn ra vô cùng là suôn sẻ thuận lợi thậm chí có nhiều cái hạng mục không đạt quá cái kỳ vọng nhưng mà vẫn đạt được những thành công như mong muốn à, bất ngờ cái vận may này thì nó cũng sẽ đến nhiều hơn với những người buôn bán kinh doanh làm ăn là hoặc là những người làm việc tự do nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ cái cát khí nó đang vượng vậy nên những người tuổi thìn sẽ nhẹ bén phát hiện ra những cái cơ hội kiếm tiền trong lúc mọi người vẫn còn chưa nhìn thấy nên là họ sẽ thu về một cái lợi nhuận không hề nhỏ cái lợi thế gần như là bày ra trước mắt của những người tuổi thìn chỉ cần quý vị biết nắm bắt lấy thì cái tài lộc sẽ không thiếu đối với những người tuổi thìn góp phần uh, giúp cho gia tăng cái khối tài sản của họ ngày càng được Hanh thông vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây thì những người tuổi Ngọ sẽ trải qua một cái giai đoạn đặc biệt đầy may mắn và thành công, từ công việc đến tiền bạc, đến tình duyên và sức khỏe đều được gì? Được viên mãn. À, về mặt công việc những người tuổi ngọ sẽ được trời ban cho cái phước lành với cái cơ hội và những cái thành tiệu đáng kinh ngạc những cái nỗ lực không ngừng nghỉ và cái sự tận tụy trong công việc sẽ được đền đáp một cách xứng đáng bằng cái việc sẽ nhận được cái sự công nhận của cấp trên và cái cơ hội để thăng tiến hơn trong tương lai những người tuổi ngọ cũng sẽ nhận ra rằng công việc không chỉ là cái phương tiện để kiếm sống mà còn là một nơi để thể hiện và phát triển cái bản thân à, cái sự tận hưởng và cái sự hài lòng về công việc cũng sẽ là cái nguồn động lực mạnh mẽ để cho những người tuổi ngọ tiếp tục đạt được những cái thành công lớn lao hơn nữa. Thì ngoài ra, những người tuổi ngọ cũng sẽ có được cái vận may về tiền bạc. À, những cái khoản đầu tư, kinh doanh, những cái dự án tài chính mà những người tuổi ngọ đã đặt niềm tin vào ấy sẽ mang lại cái lợi nhuận đáng kể. Định mệnh sẽ đưa những người tuổi ngọ đến những cái cơ hội đột phá à, trong những cái công việc kiếm tiền. À, nhưng mà cũng trong thời điểm này ấy cũng phải đề cao cái sự cẩn trọng và khéo léo trong cái việc quản lý tiền bạc quý vị nhé. Những người tuổi Ngọ sẽ biết tận dụng những cơ hội xuất hiện trước mắt và xử lý thông minh để tạo ra cái sự ổn định và cái sự thịnh vượng. À, về mặt tình duyên, à, tuổi Ngọ sẽ trải qua những cái ngày thăng hoa và hạnh phúc. Những mối quan hệ tình cảm cũng sẽ được thắt chặt hơn trong 10 ngày cuối tháng này và phát triển một cách là sâu sắc đối với tình duyên thì sẽ đến bên với những người tuổi ngọ à, với cái sự quan tâm và yêu thương vô tận những người tuổi ngọ sẽ tràn đầy cái niềm tin và cái sự tự tin trong tình yêu tạo nên một cái môi trường tình cảm đầy ấm áp và hạnh phúc à, những ngày này chính là cái dịp để cho những người tuổi ngọ thể hiện cái tình yêu và chia sẻ cùng bạn đời của mình mang đến cái niềm vui trọn vẹn trong thời gian tới à, bên cạnh đó không những về mặt tình duyên mà sức khỏe của những người tuổi ngọ cũng sẽ được trời ban phước lành trong 10 ngày cuối tháng 6 lịch. Với cái sức khỏe mạnh mẽ và sự cái năng lượng dồi dào, những người tuổi ngọ sẽ thấy mình tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng vượt qua những cái thử thách. Điều này đặc biệt quan trọng trong cái việc là duy trì cân bằng và cái thành công vào cuộc sống. Những người tuổi ngọ nên tận hưởng cái thời gian này để mà thực hiện những cái hoạt động tốt cho sức khỏe như là tập thể dục, tập yoga, hay là tham gia vào các hoạt động thể thao ngoài trời. Cái sức khỏe tốt cũng sẽ giúp cho những người tuổi ngọ duy trì được cái tinh thần lạc quan và hoạt động một cách hiệu quả trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Nói chung trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây, những người tuổi ngọ hãy luôn hành động với cái tư tưởng tích cực, hãy tiếp tục phát triển và trưởng thành đồng thời giữ vững cái lòng biết ơn và cái lòng nhân ái, những người tuổi ngọ sẽ trở thành cái nguồn cảm hứng và mang lại cái niềm vui và cái sự thịnh vượng không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh nữa. Vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại. 0 98 9 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, đó chính là những gia chủ tuổi Tý là một trong năm con giáp cực kỳ may mắn trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch thì những người tuổi Tý cũng sẽ được lộc trời ban mang lại nhiều cái điều may mắn và thành công vượt trội đó là những cái quả ngọt mà những cái hành động từ trước đó đã tích lũy lại, à, nói chung với những đau khổ, những khó khăn trong quá khứ cũng được để lùi xa. Cái lối sống và những cái quyết định thông minh của những người tuổi Tý cũng sẽ là cái chìa khóa mở ra cánh cửa đến với cái sự thịnh vượng và thành công viên mãn trong cuộc sống. Về mặt công việc, những người tuổi Tý sẽ được trời ban phước lành và cái cơ hội thành tựu đạt được cũng đáng kinh ngạc. Cái sự chăm chỉ, cái sự kiên trì và sáng tạo trong công việc sẽ được gì đền đáp bằng cái việc nhận được cái sự công nhận và đánh giá cao từ đồng nghiệp và cấp trên. Những người tuổi Tý cũng sẽ trở nên nổi bật hơn trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình và có thể sẽ gặt hái được những cái thành công rực rỡ. Họ sẽ tận hưởng cái sự hài lòng và cái niềm vui từ công việc cùng với cái sự thăng tiến và cơ hội phát triển nhiều hơn. Về mặt tài chính, những người tuổi Tý cũng sẽ gặp được may mắn về mặt tiền bạc à, nói chung ấy trong thời gian này quý vị cũng sẽ có những cát tinh chiếu mệnh đâm ra ấy cái vận trình tiền bạc nó cũng hanh thông thuận lợi vô cùng những cái quyết định tài chính thông minh và những cái cơ hội đầu tư xuất hiện sẽ mang lại cái lợi nhuận đáng kể những người tuổi tý sẽ biết cách quản lý và sử dụng cái tài chính của mình một cách khéo léo tạo dựng những cái cơ sở tài chính vững chắc ổn định họ sẽ có thể thực hiện những cái dự án mới và tận hưởng cái sự thịnh vượng và tiến bộ tài chính nói chung ấy không những tài chính được thuận lợi mà cái mặt tình duyên gia đạo của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng sẽ khá là tốt. quý vị sẽ trải qua những cái giây phút thăng hoa hạnh phúc trong các mối quan hệ, à, sự duyên nợ và sự hòa hợp trong tình yêu sẽ mang đến cho những người tuổi Tý những cái trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn. họ sẽ có cơ hội gặp gỡ được những người đồng điệu và xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao mạnh mẽ và sâu sắc. những người tuổi Tý sẽ biết cách tôn trọng và chăm sóc những người đối diện tạo nên một cái môi trường tình yêu ấm áp và hạnh phúc bên cạnh đó à, sức khỏe của những người tuổi tý trong thời gian này thì cũng được gì à, khá là tốt à, được cái năng lượng dồi dào họ sẽ tận hưởng cái cảm giác tỉnh táo và khỏe mạnh trong cơ thể những người tuổi tý sẽ cảm thấy tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách họ sẽ duy trì được một cái lối sống lành mạnh với cái chế độ ăn uống cân đối hợp lý đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây những người tuổi Tý hãy duy trì và tận hưởng và cũng phải thể hiện cái lòng biết ơn hãy tin tưởng vào khả năng của mình và mở lòng đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống quý vị hãy gieo trồng tình yêu và lòng biết ơn cũng như là cái sự nhân ái để thu hút thêm nhiều cái tài lộc và cái phúc khí đến với mình trong thời gian này quý vị nhé bên cạnh đó các bạn cũng sẽ trở thành cái nguồn cảm hứng và mang lại cái niềm vui cái hạnh phúc cùng như là cái sự thịnh vượng không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh vậy nên quý vị hãy gì hướng mọi người hướng mọi cái khoảnh khắc và biết ơn những cái điều may mắn đến với cái định mệnh của mình trong thời gian này bên cạnh đó để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tí. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà tử thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi hợi. Thưa quý vị, trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây, thì những người tuổi hợi sẽ trải qua một cái giai đoạn đáng là kinh ngạc và cái sự may mắn thành công sẽ tìm đến với những người tuổi hợi cái sự nhân ái cái lòng biết ơn sẽ là một cái điểm mạnh giúp cho những người tuổi hợi thu hút được những cái phúc khí và trải nghiệm cái sự thịnh vượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của mình về mặt công việc những người tuổi hợi sẽ gặp may mắn và thành công trong sự nghiệp cái sự sáng tạo và tư duy linh hoạt sẽ giúp cho các bạn tạo ra được những cái ý tưởng mới và giải quyết những cái thách thức một cách là xuất sắc đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ công nhận và đánh giá cao cái sự cống hiến và đóng góp của những người tuổi hợi trong thời gian này họ sẽ có cơ hội được thăng tiến và mở rộng cái tầm nhìn trong cuộc sống và công việc cái sự chăm chỉ và cái sự kiên nhẫn sẽ mang lại những cái thành công và đem đến cái lợi ích tài chính cho những người tuổi hợi về mặt tài chính thì những người tuổi hợi sẽ gặp may mắn với tiền bạc À, quyết định tài chính thông minh và cái việc đầu tư đúng thời điểm cũng sẽ mang lại cái lợi nhuận đáng kể cho những người tuổi hợi những người tuổi hợi sẽ biết cách quản lý và sử dụng tài nguyên một cách là khéo léo tạo dựng được một cái cơ sở tài nguyên vững chắc và ổn định cái sự cảnh giác và cái lòng biết ơn sẽ giúp cho những người tuổi hợi tận hưởng những cái cơ hội tài chính đột phá và tạo ra cái sự thịnh vượng trong tương lai bên cạnh đó về mặt tình duyên thì những người tuổi hợi cũng sẽ trải qua những cái ngày tháng lãng mạn và hạnh phúc trong các mối quan hệ cái sự chân thành và lòng trung thành của những người tuổi hợi sẽ tạo nên một cái môi trường ấm áp và hạnh phúc họ sẽ có cơ hội gặp gỡ và tìm thấy những người đồng điệu xây dựng được những cái mối quan hệ tình yêu vững chắc lâu dài cũng như là gì cái mối quan hệ làm ăn được thuận lợi hơn nói chung ấy cái sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau cũng sẽ là cái nền tảng giúp cho các mối quan hệ của những người tuổi hợi thêm được bền vững và hạnh phúc hơn bên cạnh đó về mặt sức khỏe thì những người tuổi hợi cũng sẽ được ban cho cái phước lành với cái sức khỏe tốt và cái nguồn năng lượng dồi dào. Những người tuổi hợi sẽ thấy mình tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, mọi thử thách. Họ sẽ duy trì một cái lối sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe một cách là tận tụy. Điều này sẽ giúp cho những người tuổi hợi duy trì cái tinh thần lạc quan và các hoạt động một cách là hiệu quả trong các công việc cũng như là trong cuộc sống. Và đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch những người tuổi Hợi hãy tạo ra những cái điều tốt đẹp và các bạn sẽ lan tỏa chúng. Hãy làm việc một cách cẩn thận và tỉ mỉ để đạt được kết quả tốt nhất trong công việc. À, các bạn hãy quản lý tài chính một cách là khôn ngoan và tiết kiệm để đạt được cái sự thịnh vượng và ổn định về tiền bạc. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và tập thể dục để duy trì cái sức khỏe. Hãy trân trọng những cái khoảnh khắc đáng quý trong tình yêu và trong các mối quan hệ. À, các bạn cũng nhớ rằng. À, cái sự may mắn không chỉ là kết quả của cái sự tình cờ mà là cái sản phẩm công bằng và là cái hệ quả của những cái gì mà các bạn đã làm được từ trước đó tuổi hợi đã tích lũy tích đức từ suốt từ đầu năm đến giờ và đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn và chắc trở và bây giờ cũng là cái lúc để họ thu hoạch được những cái trái ngọt cũng là cái điều dễ hiểu vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ năm à, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.